Trung tâm điện tử Ảnh Phương xin gửi lời chào tới tất cả các bác. Trong buổi sáng sớm ngày hôm nay thì một niềm vui đã đến với Trung tâm điện tử Ảnh Phương cũng như đến với tất cả các bác khách hàng thân yêu. Thì ngày hôm nay anh Phương có tuyển được về một em crown rất là mới, rất là đẹp. Mời các bác hãy cùng chiêm ngưỡng cái con này. Crown 2401 Macrotech. Hàng đẹp, cáu cạnh luôn. Còn nguyên cả mút xốp. Đây là những con crown tuyển đầu năm. Và những hàng này thì nó tóm lại là đến thời điểm này thì gần như không có hàng để nhập. Không có hàng để nhập. Rào 2401. Ok, bây giờ em sẽ mở máy cho các bác cùng quan sát chiêm ngưỡng được con crown. Cái tụ nó dã man. Hai tụ Philips to. Tất cả máy còn zin nguyên bản. Chưa vệ sinh. Chưa lau chùi gì các bạn. Sỏ nó khôn. 24 sò vương miện của Mỹ. Hai nguồn. Hai tụ flip. Quạt còn trắng phao. Đấy. Con này chỉ lau chùi đi phát trông mới hết luôn. Những cái con nó còn chất như thế này nhìn cái là nó đã ra chất rồi các bạn. Con này tụ flip to thật. Hai nguồn riêng biệt cho hai kênh. Đấy. Nét chưa? Crown 2401 sản xuất tại Mỹ, tem nhôm, made in USA. Có một con duy nhất rồi các bác. Đây này em quay mọc luôn, chưa vệ sinh các bác nha, để cho các bác biết rằng chất hàng nó mới về nó sẽ như thế nào. Đấy. Sau khi vệ sinh lau chùi đi nó sẽ sạch sẽ và là sáng choang luôn, bởi vì là như thế này chúng ta để nhìn cái độ zin của nó dễ hơn. Nói chung là đẩy crown qua tay anh Phương mà đã được tuyển thì các bác cứ chỉ việc yên tâm và chơi với những con này. Giá của nó tại cửa hàng đấy, nó khoảng độ trên 19 triệu một xíu đấy. Giá ship tôi sẽ là 19.500.000 đồng con này các bác nhé. Macrotech. Ok. Những bác nào muốn đầu tư những con đẩy crown hay alo cho em Phương với số máy 0971998555 để tuyển được những con crown nó còn zin như thế này, nó còn chất như thế này. Đấy. Chơi crown không bao giờ các bác hối hận. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những giây phút thăng hoa và ưng ý với những bộ dàn có sử dụng đến crown. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bác.